để sửa chữa những sai lầm khuyết điểm, phát huy những kết quả bước đầu, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong cơ chế quản lý, thực hiện tốt kế hoạch nhà nước năm 1986, thiết thực chuẩn bị đại hội lần thứ 6 của Đảng. Ngày 8 tháng 4 năm 1986, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết dự thảo số 306 NQTU về bảo đảm quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở. Nghị quyết nêu rõ phải kiên quyết xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, bảo đảm đầy đủ quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra chỉ thị số 83 CTTU ngày 23 tháng 4 năm 1986 về việc thi hành nghị quyết dự thảo của Bộ Chính trị về bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở. Phải làm tốt việc nghiên cứu, quán triệt trong cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt và cán bộ nghiên cứu chính sách ở các cấp, các ngành và phổ biến rộng rãi nghị quyết trong toàn đảng, toàn dân. Trong chương trình hành động, chú trọng thực hiện chỉ đạo điểm, làm thử, tăng cường kiểm tra đi sát thực tế, giải quyết công việc tại chỗ, làm tốt việc thường xuyên sơ kết, tổng kết kinh nghiệm. Trên lĩnh vực nông nghiệp, tập trung nghiên cứu ứng dụng khoa học phát triển các loại giống mới cho sản lượng và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu giống trong nông nghiệp. Nhiều nhà máy xí nghiệp cũng đã tự tìm ra hướng đi mới. Năm 1986, nhà máy xay lúa Sài Gòn Satake đã đầu tư dây chuyền xay sát gạo hiện đại có tổng công suất 120 đến 150.000 tấn năm. Qua đó chất lượng gạo được nâng lên, người dân cũng bán được lúa gạo với giá cao. Mở rộng lĩnh vực kinh doanh, Satake đã đầu tư thêm nhà máy lọc dầu mini Sài Gòn Petro có công suất 40.000 lít dầu mỗi năm, qua đó bổ sung thêm nguồn vốn cho lĩnh vực kinh doanh chế biến lương thực. Lĩnh vực chăn nuôi hộ gia đình và hợp tác xã cũng được đẩy mạnh. Các khâu sản xuất chế biến thực phẩm ngày càng được hoàn thiện, đảm bảo tốt nguồn cung và chế độ dinh dưỡng cho người dân. Các văn bản chỉ thị về lưu thông phân phối của Trung ương đã dần dần thay đổi cách nhìn nhận, bãi bỏ tình trạng ngăn sông cấm chợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân thuận tiện trao đổi hàng hóa. Trên lĩnh vực công nghiệp, các xí nghiệp cơ sở sản xuất nhà máy tìm ra hướng đi mới để nâng cao thu nhập cho người lao động. Đây là các phương tiện vận tải, thiết bị, dây chuyền sản xuất than ở vùng than Quảng Ninh do Liên Xô viện trợ trong những năm sau giải phóng. Đến năm 1986, Liên Xô đã giảm viện trợ, rút dần chuyên gia về nước nên chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc duy tu, bảo dưỡng, ngừng sản xuất. Để tìm ra hướng đi mới, ngành than đã quyết liệt đổi mới bằng cách phân quyền cho các mỏ than tự chủ động sản xuất, qua đó sản lượng khai thác đã được nâng cao. Sau 5 năm thành lập, ngày 26 tháng 6 năm 1986, xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô đã khai thác tấn dầu đầu tiên từ dàn MSP1 mỏ Bạch Hổ, đánh dấu một bước tiến vững chắc đầy hứa hẹn cho ngành dầu khí Việt Nam, thúc đẩy ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam bước sang một chặng đường mới. Chỉ sau vài năm, đến năm 1986 đã bắt đầu có dầu thô. Ngay cả nếu so với thực tiễn thế giới hiện nay thì cũng phải nói đó là thời hạn rất ngắn để hoàn thành khối lượng công việc nhiều như vậy. Đảng, nhà nước cũng luôn quan tâm đến lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước nắm bắt, quản lý các kỹ thuật hiện đại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngành kinh tế công nghiệp của đất nước. Tiếp tục phát huy thế mạnh sản phẩm dệt truyền thống,
Năm 1986, nhà máy dệt Minh Khai đã nhập một loại thiết bị dây chuyền công nghệ mới để cho ra đời những sản phẩm dệt cao cấp. Ngành thủy sản đã mở rộng thị trường xuất khẩu, đổi mới công nghệ kiểm tra chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường quốc tế, qua đó nâng số lượng và chủng loại hàng xuất khẩu, góp phần tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Các mặt hàng như tỏi, yến, hàng thủ công mỹ nghệ cũng gia tăng số lượng xuất khẩu. Ngành vận tải đường biển mở rộng mạng lưới, giải quyết nhanh chóng việc lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu. Cùng với kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, kinh tế gia đình góp phần khai thác mọi tiềm năng phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập của nhân dân. Ngày 26 tháng 11, 1986, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 146-HDBT về việc phát triển kinh tế gia đình. Quyết định nêu rõ, nhà nước khuyến khích và giúp đỡ các gia đình mua sắm phương tiện, dụng cụ, máy móc nhỏ và vừa, tạo nguyên liệu để phát triển tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt chú trọng tạo điều kiện cho những nơi có nghề sản xuất truyền thống và hàng thủ công tinh xảo có giá trị kinh tế cao để xuất khẩu như khảm, sơn mài, thêu gen, dệt vải. Để thúc đẩy nền kinh tế phát triển đồng đều, nhiều chính sách được áp dụng trong thời kỳ này như miễn thuế môn bài, thuế doanh nghiệp và thuế lợi tức doanh nghiệp đối với tất cả các nghề phụ mà gia đình xã viên, công nhân viên chức tận dụng thời gian lao động của gia đình để làm, không mang tính chất kinh doanh chuyên nghiệp. Ngoài thời gian làm việc tại cơ quan, nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy năng lực chuyên môn của mình, tranh thủ nghiên cứu và đã sản xuất thành công nhiều sản phẩm phục vụ đời sống dân sinh. Nhờ có những chính sách kinh tế kịp thời của nhà nước, từ đầu năm 1986, các mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp và hợp tác xã đã thu hút giải quyết số lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập ổn định đời sống xã hội. 10 năm sau giải phóng, Liên hiệp Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã có 25.000 cơ sở sản xuất và hợp tác xã, thu hút 170.000 lao động, chiếm 40% sản lượng tiểu thủ công nghiệp cả nước. Tại Hà Nội, năm 1986, Hợp tác xã Thành Công cũng đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại, sản xuất mặt hàng đèn chùm và các mặt hàng thủy tinh cao cấp để phục vụ nhu cầu thị trường và xuất khẩu. Cái việc đổi mới về mặt kinh tế xã hội là cái chính sách tốt nhất của Việt Nam. Các doanh nghiệp của gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tự xoay sở, tìm cách làm ăn, tìm cách thị trường. Dĩ nhiên là phải làm không được làm trái phép, phải làm trong khuôn khổ của pháp luật. Từ 86 đến 89, chuyển biến rất nhiều. Tất cả các lĩnh vực đều là chuyển biến. Năm 1986, cùng với khó khăn do bị bao vây cấm vận, các nước xã hội chủ nghĩa giảm viện trợ và những hạn chế của cơ chế giá lương tiền đã làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Nhưng các xí nghiệp nhà nước cùng với kinh tế tư doanh, nông trường, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp đã mạnh dạn tìm hướng đi mới, cách làm mới và cơ chế phù hợp để từng bước ổn định đời sống cho người lao động và nhân dân. Trước nhu cầu cấp thiết phải thực hiện đổi mới tại Đại hội 6, ngày 10 tháng 8 năm 1986, Tổ biên tập và Tiểu ban dự thảo văn kiện đã gửi tờ trình gồm 25 vấn đề cốt lõi của dự thảo báo cáo chính trị mới. Các ý kiến khác nhau về từng vấn đề để bắt đầu được đưa ra thảo luận ở nhóm biên soạn và tiểu ban văn kiện. Ngày 20 tháng 8, 1986, tờ trình nêu trên được chuyển đến tận tay các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng xem trước. Từ ngày 25 đến 30 tháng 8, Bộ Chính trị họp thảo luận những vấn đề thuộc quan điểm kinh tế.
có thể nói xuất phát từ thực tế phá rào khoán hộ ở Vĩnh Phú trong những năm 60, rồi khoán 100 Hải Phòng và một số địa phương trong những năm 80, xóa bỏ cơ chế tem phiếu bù giá vào lương ở An Giang, thực hiện cơ chế ăn chia ở xí nghiệp đánh cá Vũng Tàu, cởi bỏ tình trạng ngăn sông cấm chợ, mở rộng phân phối lưu thông ở Long An, cho các doanh nghiệp quốc doanh thực hiện kế hoạch B ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, bài học kinh nghiệm từ các mô hình tự cứu lấy mình ở công ty bột ngọt miền Nam, nhà máy bia Sài Gòn, dệt thành công, dệt thắng lợi, công ty lương thực của bà Ba Thi, chủ động xuống tận cơ sở phục vụ cho người tiêu dùng của ngành thương nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những sáng kiến đổi mới bắt nguồn từ thực tiễn, rồi sau đó tổng kết thành lý luận và là cơ sở quan trọng để Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương thực hiện đổi mới đất nước, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế. Đầu tiên là đổi mới tư duy, cái cách suy nghĩ, là rời bỏ những cái cách suy nghĩ gọi là chủ quan như ý chí, giáo điều, và đã chuyển sang một cái số cái tư duy rất là sáng tạo. Thì cái đổi mới của Việt Nam nó rất là khác với các nước khác, tức là cái sáng kiến về đổi mới nó từ nhân dân mà lên, theo cái điều kiện thực tế của Việt Nam, chứ không sao chép một cái máy móc những cái mô hình của các nước khác. Và chúng ta đổi mới ưu tiên là kinh tế, còn chính trị là làm từng bước, không làm đảo lộn cái xã hội, mà vẫn kiên trì được cái sự lãnh đạo của Đảng và cái sự ổn định của đất nước. Ngày 16 tháng 7 năm 1986, Ban Bí thư ra chỉ thị số 85 CTTU về việc tổ chức phong trào quần chúng thi đua lập thành tích chào mừng đại hội lần thứ 6 của Đảng. Chỉ thị nêu rõ, tạo cho được phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng năm 1986. Tích cực phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm trong đợt tự phê bình và phê bình, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Toàn quốc lần thứ 6 của Đảng. Trên khắp các công trường xí nghiệp hầm mỏ, đâu đâu cũng thấy phong trào thi đua lao động khẩn trương, nâng cao năng suất lao động, chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6. Cầu Thăng Long, Hồ Dầu Tiếng, Thủy điện Trị An, Liên doanh Dầu khí Vietso Petro, Thủy điện Hòa Bình là những công trình của tình hữu nghị Vietso đã và đang triển khai xây dựng. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đang trong giai đoạn xây dựng. Với sự quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ xây dựng chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 6, cán bộ công nhân và chuyên gia Liên Xô đã hoàn thành ngăn sông Đà đợt 2 năm 1986. Trên khắp các thành phố lớn, những ngôi nhà mới khang trang đã được mọc lên. Công trình nước sạch, công trình công cộng phục vụ nhân dân được chính quyền các địa phương đã đầu tư xây dựng. Để có một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, năng động và phát triển kinh tế đứng đầu cả nước, phải kể đến vai trò đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Những kênh rạch, nhà ổ chuột dần được thay thế bằng các ngôi nhà mới. Trong không khí vui tươi chào mừng Đại hội Toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, nhân dân ta vui mừng chào đón các đại biểu trên khắp cả nước về dự. Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 6 của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 đến 18 tháng 12 1986 với 1.129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên trên toàn quốc cùng với 32 đoàn đại biểu quốc tế các nước anh em đến dự. Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư, đọc báo cáo chính trị, nhấn mạnh trong những năm qua, việc nhìn nhận đánh giá tình hình các mặt kinh tế xã hội của đất nước đã có nhiều thiếu sót. Do vậy đã dẫn đến nhiều sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng xã hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế.
giá đúng tình hình 5 năm qua và thực trạng hiện nay, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Những thành tựu đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là quan trọng. Những thắng lợi giành được trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị và làm nghĩa vụ quốc tế là to lớn. Song tình hình kinh tế xã hội và đời sống nhân dân đang còn những khó khăn gay gắt, chưa ổn định. Đại hội thẳng thắn cho rằng những sai lầm nói trên là những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện, đặc biệt là bệnh chủ quan, duy ý chí, lạc hậu về nhận thức lý luận. Những năm qua, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc đã thu được những thành tựu và thắng lợi quan trọng. Đại hội lần thứ 6 này phải đánh dấu sự đổi mới của Đảng ta về tư duy, phong cách, tổ chức và cán bộ. Đó là đòi hỏi bức thiết của đất nước. Đó cũng là đặc tính của cách mạng, nhất là cách mạng xã hội chủ nghĩa, là bản chất sâu xa của chủ nghĩa Mác Lênin, là xu thế tất yếu của thời đại. Đại hội 6 đã đưa ra quan điểm mới, nhất thiết phải theo quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất để xác định bước đi và hình thức thích hợp. Phải xuất phát từ thực tế coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ. Việc thừa nhận nền kinh tế cơ cấu nhiều thành phần thể hiện sự nhận thức mới của Đảng ta về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thì đây cũng là giai đoạn mà Đảng rất là nghiêm túc, chăm chú, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển của các nước trên thế giới, nhất là các nước công nghiệp mới. Trong đó chúng ta đặt trọng tâm vào nghiên cứu sâu, toàn diện chính sách kinh tế mới của Lenin. Và chính nhờ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận như vậy, đấy, Đảng ta đã từng bước đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội và đổi mới nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nước ta. Nhận thức sâu sắc hơn tính chất, đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thì tất cả những việc làm đó đã đi đến việc đổi mới toàn diện đất nước khởi xướng từ Đại hội 6. Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình đất nước, tự phê bình về những sai lầm khuyết điểm, đổi mới tư duy lý luận, trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm từ thực tiễn, Đại hội đã đề ra đường lối đổi mới. Trước hết là đổi mới cơ cấu kinh tế, cơ cấu công nông nghiệp, cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp. Thực hiện 3 chương trình kinh tế bao gồm chương trình lương thực, thực phẩm, chương trình hàng tiêu dùng, chương trình hàng xuất khẩu. Xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế. Năm 1986, song song với đổi mới kinh tế, Đảng ta xác định công tác đối ngoại là hòa bình và ổn định, đi đôi hợp tác, phát triển kinh tế. Đó là đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, góp phần tăng cường sức mạnh và phát huy ảnh hưởng của cộng đồng xã hội chủ nghĩa, củng cố quan hệ đặc biệt giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, đoàn kết và tôn trọng độc lập chủ quyền của mỗi nước, hợp tác toàn diện và giúp đỡ lẫn nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Liên Xô, Việt Nam tiếp tục đoàn kết và hợp tác toàn diện. Với Trung Quốc, Việt Nam sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc bất kỳ lúc nào, bất cứ cấp nào và bất cứ ở đâu, nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ở Đông Nam Á
và trên thế giới. Với Mỹ, tháo gỡ những khó khăn, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các mối quan hệ Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới. Đại hội lần thứ 6 của Đảng đã bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 124 ủy viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ được giao trách nhiệm làm cố vấn cho Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội lần thứ 6 là đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên của Đảng. Tôi cho rằng sau khi so sánh với quá trình cải cách ở các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô và Trung Quốc, quá trình đổi mới ở Việt Nam, nhất là giai đoạn hình thành đường lối đổi mới trước đại hội 6, có đặc điểm nổi bật nhất là đột phá từ bên dưới, đóng vai trò lớn. Nhưng nói như vậy, không phủ định vai trò quan trọng của lãnh đạo Đảng và cá nhân các lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam. Tôi thấy Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam bản chất là đổi mới tư duy. Việc cụ thể hóa đổi mới tư duy là việc quan trọng. Việt Nam sau Đại hội 6, những nghị quyết là bản lề cho năm 1987 đối với tiến trình đổi mới rất lớn, nhất là trong lĩnh vực chính sách kinh tế và chính sách đối ngoại. Sau Đại hội Toàn quốc lần thứ 6, Đảng và Nhà nước thực hiện triển khai nhiều mặt về cơ cấu quản lý kinh tế, hướng dẫn giải quyết những vấn đề vướng mắc trong nhiều lĩnh vực, phát huy tốt vai trò tự làm chủ, tự hạch toán kinh doanh, làm thay đổi nhận thức của từng cán bộ ở các cấp, các ngành, giải quyết các bức xúc của nhân dân, từng bước vận hành, chuyển động cơ chế quản lý, quyết tâm xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, đi sát thực tế, nhìn vào thực tế để giải quyết vấn đề tại chỗ, làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện cả về vật chất và tinh thần, làm thay đổi toàn bộ nền kinh tế đất nước. Năm 1986 kết thúc, Đại hội 6 mở ra hướng đi đổi mới cho cơ chế quản lý nhằm tạo ra động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thiết lập và hình thành đồng bộ cơ chế kế hoạch hóa theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Nghị quyết đổi mới của Đại hội 6 là tiền đề cho đất nước phát triển cho kế hoạch 5 năm 1986-1990 và những năm sau này để tạo đà cho Việt Nam mở cửa hội nhập với thế giới.